Vì sao số phận bạn luôn lận đận, khổ đau? Hiểu được những lời Phật dạy này, tâm bạn sẽ an yên tự mình. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, gây tạo nhiều nghiệp ác, để rồi phải lãnh thọ nhiều quả báo đau thương. Vì lòng từ bi, Đức Phật thị hiện ra đời nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập tri Phật tri kiến. Suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, Đức Phật dùng vô số pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nhưng không ngoài giới định huệ, vì đó là nền tảng căn bản của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Cho nên trước khi nhập niết bàn, Phật dạy tứ chúng: các con hãy y nơi chánh pháp, lấy giới luật làm thầy hướng đạo, để vượt bể khổ lên bờ giác. Chính vì tầm quan trọng đó, Đức Phật đến cung rồng Ta Kiệt La thuyết kinh thập thiện nghiệp, để cho chúng sanh biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành, tu hành cho đến ngày thành Phật. Nhận thấy sự lợi ích của thập thiện nghiệp, nên tôi cố gắng nghiên cứu kinh luật và sưu tầm rất nhiều tài liệu nói lên tính chất nhân quả, nghiệp báo, phước lành cho người thực hành thập thiện và tai hại đến những ai nói làm ngược lại. Hôm nay, quyển thập thiện này có dịp ấn tống là nhờ sự nhiệt tình hợp tác của các huynh đệ. Xin chân thành gửi đến quý đạo hữu món quà tinh thần với lòng thành kính nguyện, cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp mọi nơi. Mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, từ bỏ thập ác, sát sanh hại vật, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì thập thiện, ăn chay niệm Phật, tụng kinh bố thí, phóng sanh, làm lành lánh dữ, cầu cho kẻ đuôi điếc được thấy nghe, người tàn tật tâm ngộng thì lành mạnh nói được, người bệnh quạn mau bình phục, người quạn nạn đói rách đau khổ được bình yên no ấm an vui tịnh lạc, người người nâng mình trong ánh hào quang của chư Phật, biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau, thế giới hết nghiệp đau binh, mưa quà gió thuận, quốc thời dân an, muôn loài dứt sạch phiền não oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chóng viên thành, kẻ âm được siêu, người dương thành thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Để pháp mênh mông thầm thâm vi diệu, khó mà diễn tả hết ý kinh, nên không sao tránh khỏi những điều sơ suất thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi quan hỷ bổ túc thêm cho quyển thập thiện này được hoàn hảo hơn. Thành thật tri ân, thành thật tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây, tôi xin kể cho quý vị Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá, lại Phật xong rồi, cô đến gặp thầy tôi than thở: số phận con sao quá khổ sư ơi. Con nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ. Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi. Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư, vì ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà của con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi, cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi con nghỉ việc ở Nha Địa Dư đến nay, cô có làm ăn được gì không? Con về nhà buôn bán, tiền lời gấp 10 lần ở cơ quan.
Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán, làm giàu, mà cô không vui, trái lại lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đầu cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con nghĩ không ra? Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho giám đốc đừng bao giờ đuổi mình, nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau? Cô khổ là gì? Cô không hiểu lý nhân duyên, nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm, có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lại Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi: "Cô ơi, tại sao cô khóc như thế?" "Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé. Con khổ quá, con muốn tự tử chết khuất cho rồi." "Cô ơi, cô có con cái không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chừa lại cho cô đồng nào không?" "Con có 2 đứa con trai, chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. Tôi hỏi cô, 2 đứa con và 20 triệu còn lại, so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn?" "Hai đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được." "Cô thấy không, cô còn lại 2 đứa con và nhà cửa, của cải tiền bạc như thế, tại sao cô không sống để mà nuôi con, mà lại đòi đi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi?" Nhờ sự giảng giải, con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá, mong sư hoan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ, thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những giặc dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những giặc dầu sôi, nhưng có tả cảnh những giặc dầu sôi thế đang nung nóng những người quá ưu tư, lo lắng, âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên trời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Trên đời có một số người quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời giữ ý, không hấp tấp vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi giả, đôi co, trách móc hay chỉ trích người khác. Cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, sức láo. Lời nói ôn tồn, hòa nhã, tế nhị, ngọt ngào, ngay cả lúc tức giận mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, lời nói tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ. Lời nói ngọt lọt tới xương, lời nói chân thật ngọt ngào, có sức mạnh cảm hóa được lòng người. Như thế chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hễ ai nói trái ý, làm nghịch lòng một chút, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ, la lối ôm sòm. Hạng người như thế đó không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân. Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen chê, phải hết sức tế nhị, kính đáo, cho dù người đó có thân thích đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ tâng bốc đề cao quá trớn trước đông người. Như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét đố kỵ với người chung quanh. Không khéo, họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc. Thí dụ, trong đoàn thể có 1-2 người nổi bật về mọi mặt. Nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt
nên nói thế này. Trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A chị B nổi bật hơn hết nên khen thưởng khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều quan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi, chỉ có một hai người như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Cổ đức thường dạy, mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắt khe độc ác thì phước đức tiêu mòn. Phong cách vẫn đang chính là biểu hiện bên ngoài để gieo thiện cảm với người chung quanh. Muốn có phong cách nó năng, hành động tốt, chúng ta cần tạo ra cho bản thân phong thái ung dung tự tại, cử chỉ khoan thai, gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bổng, khi trầm, khi lên xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, nói một đàng, ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói và chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai, cũng đều để lại những vướng mắc khó chịu cho ta và người. Nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí, thuở Phật còn sanh tiền, một hôm tiên nữ Sumana rớt bát cúng dường tam bảo, xong liền đến đảnh lại Đức Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thường rớt bát cúng dường và bố thí giống, việc làm đó kết quả của nó như thế nào, xin Đức Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo: Này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí cho đến sau cùng đều khởi tâm quan hỷ, thời phước đức ấy quả thực vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả Bồ Đề, thời sau khi chết sinh trở lại vào nhà tôn quý xuất gia, được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ, và chẳng bao lâu đắc được đạo quả Bồ Đề. Kinh A Hàm Phật dạy, nếu người nào phát tâm bố thí cúng dường như lời Phật dạy, người đó khi đi, đứng, nằm, ngồi, phước đức thường sanh không dứt. Như chuyện ông cấp cô độc xây cất tịnh xá kỳ duyên chưa xong, mà cung trời đã kiến tạo dành sẵn cho ông rồi. Chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Hồi xưa Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, ma dương đến quấy nhiễu đủ mọi cách, nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm ngài. Ma dương hỏi Phật: Sao ngài không ở hoàng cung để hưởng nhân lạc thú, tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này? Nào rắn, rết, hổ beo, ma quỷ, ngài không sợ sao? Phật từ tốn bảo: Có gì mà phải lo sợ? Ma dương nói: Ngài lấy chi để bảo vệ? Phật đáp: Chính cái phước đức nó tự bảo vệ ta. Ma dương không làm sao lung lạc được lòng ngài, liền biến mất. Người có phước còn thoát khỏi địa ngục, như trong luật A Tỳ Đàm nói: Có bà lão nghèo nàn nhưng rất mộ đạo, nên bà cố gắng để dành tiền nhiều năm mới mua được bộ y cúng dường cho chư tăng. Từ đó bà giữ niềm quan hỷ cho đến giờ phút lâm chung. Chẳng may do ác nghiệp đời quá khứ bỗng hiện ra tướng quả hào trong địa ngục, nhìn thấy ánh lửa phất phơ màu vàng đó, bà rất nhớ đến bộ y cúng dường, liền khởi tâm quan hỷ. Tức thời lửa đỏ quả ra sen hồng, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước bà về thiên giới hưởng phước. Phật bảo: Người nào có phước đức, tự nhiên tâm minh, trí sáng, nói làm cầu mong việc chi đều được thành tựu tốt đẹp.
Con người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó. Cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chúc quả vào thân. Phật dạy phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố. Thứ nhất, lời nói phải đúng sự thật, có nghĩa là mắt thấy, tai nghe phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng Phật thì không nên nói. Như truyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo, một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang, người thợ săn đuổi theo. Gặp thầy liền hỏi: "Thầy có thấy con nai chạy qua ngang đây không?" Thầy nghĩ nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý kiến hay, liền đứng lên trả lời: "Từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết." Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. Thứ hai, lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, phiền buồn, nóng giận, bệnh quặn hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ khỏe mạnh, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tráo, trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà: "Anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết xả xuống nhà tôi dơ quá." Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói: "Bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên." Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường sẽ ra xung đột, nhờ chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói: "Ông chồng kia thì thua lỗ ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ thì lại lười biếng ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà." Khi đó chỉ cần nói: "Nhờ sự hiểu biết sáng suốt, đức độ của anh nên gia đình mình mới được yên vui." Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới. Trong việc sửa lỗi đóng một vai trò rất quan trọng, vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen bám rễ sâu và nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào, từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm, cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy lên giọng dạy đời, bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình, sửa lỗi theo kiểu đó là rất nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi du ngôn. Tỷ Khang bỏ mạng
cũng vì sửa lỗi vô trụ. Lúc Khổng Tử đi đến kinh đô, nhà Chu, vào nhà lão Tử Thâm, khi ra về, được lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của sự thế. Đại khái ông nói: kẻ giàu tiễn người bằng của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bơi móc chuyện xấu của người đời, làm cho thân khổ, cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc loè loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhận nghe những lời thâm thúy của lão Tử, nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịch, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư an bần lạc đạo. Truyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích đả kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sợ sai, trái lại chẳng may gặp kẻ hung dữ độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người ai cũng giàu lòng tự ái, đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói: Thượng đế hay Phật, phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh, sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn, hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói giọng đao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe sẽ chống đối lại, chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến, tàn sát, ly dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hàng Võ đến thành, ngoại huynh ra lệnh chôn tất cả thanh niên. Có một em bé 13 tuổi tên là Kiều Thúc, đến nói với Hàng Võ Môn, muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ có nhận thấy rằng, hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại. Hàng Võ nghe nói phải liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mạng sống của dân chúng. Chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái và cứu lấy sự sống của các động vật. Ăn chay có lợi ích như thế, vậy mà có người không hiểu. Khi ăn chay bị bệnh chút ít, nghe người ta nói ăn chay lệch lạc, làm tổn hại sức khỏe, nên mới sanh bệnh như thế, liền bỏ ăn chay, quay sang ăn mặn. Đó là quan niệm sai lầm, đáng tiếc vô cùng. Xin lỗi mà nói, nếu không nhờ phước ăn chay, họ còn mang những căn bệnh ghê gớm hơn như thế. Thanh triều năm Đào Quang, ở tỉnh Chiết Giang, huyện Gia Hưng, quan thái thú họ Trần sinh hoạt xa xỉ, từ y phục, ngựa xe cho đến những vật trang trí nhà cửa, phòng ốc đều mỹ lệ. Ba bữa ăn hàng ngày, Trần thái thú rất thích ăn ốc vịt, chân gấu, vi cá, mề gà, khô nai. Nói chung là ông ta dùng những thực phẩm rất cầu kỳ, quý giá để ăn và đãi khách, mà nhẫn tâm tàn sát vô số sinh vật vô tội. Ông thường nói với mọi người: đời người sống được chẳng bao lâu, nếu không biết tận hưởng những thức ăn cao lương mỹ vị thì thật là uổng. Những bậc hiền trí đều không đồng tình với quan điểm của ông, nên thường có nói: để rồi xem, chung cuộc một ngày nào đó chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo xấu. Quả nhiên trải qua hơn 10 năm, gia cảnh lần lần suy sụp, còn ông thì mang một chứng bệnh điên, không phân biệt đông tây phải trái sạch bẩn, thường bốc phân bỏ vào miệng, gặp hòn sỏi mảnh sắt cũng cho vào miệng nhai bừa nuốt đại. Vì vậy mang thương tích
mà không tiêu quá nổi nên phải chết. Đó là hậu quả của sự tham thực. Thường thầy trên đào dưới thớt. Trong khoảng thời gian đó, biết bao con vật đau đớn, chỉ vì miệng bụng mà ngày ngày tàn hại không biết bao nhiêu sinh mạng, tạo nên sát nghiệp quá nặng, thì làm sao tránh khỏi ác báo. Xưa kia, ở thành Thanh Châu, có một ông lão không con. Nghe người ta bảo rằng ăn rùa sẽ có con, ông liền đi mua thật nhiều rùa, hàng ngày nấu ăn. Trải qua hơn một năm, toàn thân ông ta sinh ra ung nhọt, các thầy thuốc đều bó tay, vô phương cứu chữa. Ông nằm trên giường đau đớn, rên la ú ớ, chịu nhiều nỗi thống khổ đến chết. Nhà trên đàn ca múa hát, dưới bếp dao thớt nhuộm máu đỏ, thịt béo rượu nồng, tổn giảm tuổi thọ, phước đức tiêu mòn, thiện ác phước quả, người có trí huệ nên cẩn thận. Mọi người đều cho rằng tội của người giết nặng, tội của người ăn nhẹ. Điều này không đúng. Luật pháp đã quy định phạm tội cũng chia làm hai loại, đó là thủ phạm và tòng phạm. Thủ phạm chính là tự tay mình làm, còn đồng phạm là những kẻ hùa theo. Vậy thì người trực tiếp giết là thủ phạm hay người ăn thịt là thủ phạm? Điều này không nhất định. Ví như lúc đồ tể giết heo đi bán, lúc này đồ tể chính là thủ phạm, người mua thịt là tòng phạm. Nhưng thịt không đủ bán, vì người mua thịt nhiều quá, đồ tể bèn giết thêm. Lúc này người mua thịt trở nên thủ phạm, đồ tể là tòng phạm. Cho nên, gieo nhân như thế nào thì mỗi người tự chịu quả báo như thế ấy. Người thời nay không tin sợ lý nhân quả báo ứng bằng người thời xưa. Họ rất sợ nhân quả, mà ngay kẻ đồ tể cũng sợ nhân quả báo ứng. Cho nên lúc sắp giết heo, miệng luôn nói như thế này: heo này, mày đừng hận tao, mày là món ăn của thế gian, họ không ăn, tao không giết, mày hãy đòi nợ người ăn thịt. Bạn xem, chẳng những người ăn cho đến kẻ giết heo cũng sợ heo đến đòi mạng như thế. Rốt cuộc, heo đòi nợ người ăn hay là đòi nợ người giết? Tục ngữ có câu nói rất hay: oan có gia, nợ có chủ. Cho nên, ăn có quả báo của ăn, giết có quả báo của giết. Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta nên ít muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham. Nhưng có người bố thí rất nhiều mà lòng vẫn tham, vẫn còn là tại vì họ bố thí để cầu mong phước báo gấp muôn lần của đã bố thí. Đó chỉ là phước báo về sau, chứ không dứt tánh tham. Muốn đoạn trừ tánh tham, Phật dạy phải bố trí tam luân không tịch, nghĩa là không thấy mình thí vật thí và người thọ thí. Làm cho chúng sanh hết khổ là mình vui, không mong cầu chi hơn. Nguyện đem phước lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Bố thí như thế mới phù hợp với lời Phật dạy, dứt hết phiền não, tham lam, mau thành tựu đạo quả, là Phật tử phải nên giác ngộ. Ham muốn nhiều khổ lụy càng sâu, nhọc nhằn sách tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Để cho các hàng đệ tử biết được phương pháp tu hành, Ngài đưa ra con đường trung đạo, không dung dưỡng và ép sát thái quá, ăn ngủ chừng mực, để dành thời gian nghiên cứu giáo lý, sống hợp lẽ đạo, nuôi dưỡng tâm linh ngày một lớn mạnh trong chánh pháp Phật Đà. Thuở xưa, Phật thường dạy ngày Mahanam: ông nên biết dục không có gì là lạc, chỉ toàn là khổ. Nó rất nguy hiểm, giống như rắn độc, phải mau tránh xa mới mong thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau. Nếu người nhiều tham dục nên quán bất tịnh, nếu yêu sắc đẹp quán thay chết bầm xanh, yêu dáng điệu quán thay chết sình dương nứt nẻ, yêu âm thanh quán người bệnh thở thoi thóp rồi tắt thở, yêu bóng dáng quán cửu khiếu hàn, bài tiết ra những thứ bất tịnh, cho đến quần áo mùng mền chiếu gối trong ngoài đều bất tịnh tổng quán. Quán được như vậy
thì tận diệt được tâm điên đảo, mê lầm, ái nhiễm. Thấy người đa dục cầu đã khổ, được nó giữ gìn càng khổ thêm. Mất đi buồn thảm, khổ lại hơn. Mong cầu được dục, không màng khổ. Dục nhân vô thường, sanh sầu thảm. Các thứ dục đó nên bỏ đi. Dĩ như rắn độc vào nhà người, không gấp đuổi đi tai họa đến. Những thứ dục cầu vui điên đảo, cùng dục vui vậy không nhàm chán. Thường cùng lỡ dục chung một chỗ, vì nó thiêu đốt sanh tử mãi. Phật xưa cảnh tỉnh các đệ tử, ly dục ly ác, bất thiện pháp. Người không tham dục, tâm an tịnh, vượt khỏi sanh tử ra ba cõi. Thứ tư, khắc phục những tâm niệm ghen tuông thù hận. Phật dạy phải bình tâm quán chiếu cho thấu đáo luật nhân quả, coi như là nghiệp phải trả. Lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái nghịch cảnh ngang trái đó để cho mình thấy rõ ái tình là gốc sanh ra phiền não, khổ đau mà thức tỉnh. Nương về tam bảo tu hành chuyển quá ác nghiệp, không hay hơn là giết hại lẫn nhau. Hoàn trái biết bao đời mới chấm dứt. Không có nỗi bất hạnh nào bằng trong gia đình, chồng hoặc vợ sanh tâm ngoại tình. Khi đó mất hết niềm tin tưởng lẫn nhau, thì thử hỏi làm sao có nghị lực xây dựng cơ nghiệp. Gia đình xào xáo, con cháu tủi nhục, mất hết lòng tôn kính, danh dự, nhân phẩm bị chôn vùi. Có khi đưa đến cảnh đường ai nấy đi. Nếu bước thêm bước nữa, thì con nó gặp cảnh cha ghẻ mẹ ghẻ, con mày con tao, tất cả đều khổ. Bởi thế những ai là bậc hiền trí, hãy mau nghe lời Phật dạy. Đừng vì một chút tình dục nhơ bẩn thấp hèn mà làm khổ mình, hại người, liên lụy đến con cháu thì không nên. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy, gái không trung tiết, chuyện kiếp ghen tuông. Lừa trai, gạt trai, chồng bỏ bất ngờ. Lừa gái, gạt gái, vợ bỏ thình lình. Cố dâm ép người, thế loạn hữu quyền. Qua lời dạy của Tổ đã chỉ cho người đời thấy rằng những ai lừa gạt tình cảm người khác sẽ mất hết âm đức, tự nhiên gia đạo của họ bất an, ghen tuông, đổ vỡ, sau khi chết bị đọa làm quỷ trùm đầu. Thuở Phật, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ, khi đó có một con quỷ đến hỏi, thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi đọa làm quỷ, đi đâu cũng trùm cái đầu lại khổ sở như thế này? Ngài Mục Kiền Liên đáp, tại vì những đời trước, người gian dâm vô đạo, lấy vợ, giật chồng, phá hoại trinh tiết con cháu nhà người. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng, tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo cho rằng, nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mất báo, bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai, cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Bây giờ có một con quỷ bạch với Ngài Mục Kiền Liên rằng, thân hình tôi như một khối thịt, không có tai, chân, mắt, mũi, lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Kiền Liên đáp, đời trước, người cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến cho chúng sinh mạng sống không còn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm, phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc, sao cho kín đáo, đi đứng ngồi nằm nói cười phải đúng chỗ hợp thời. Giữ giới tà dâm,
không phải chỉ giữ cho mình mà thôi, mà còn phải giữ cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác. Xem xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp, đó là tự hại mình hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói, làm người ăn mặc mỏng manh xuồng xả, cho thế là hơn, đời sau sanh vào nước lõa thể. Trong Thế Kinh Phật dạy, phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Châm ngôn nhà Phật có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ, thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi, chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê theo nhân thập ác. Đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ, gian sinh cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này, chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát, não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hàng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu cắt cổ lột da, bầm dập chiên xào nấu nướng các loại vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục. Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp, chất chồng thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Thế Kinh nói, thuở xưa Phật dạy tín nữ mặc lợi, phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài, lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử ai ai cũng biết, không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt. Nhưng khi thực hành, vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ, nên bỏ ăn thịt là rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. Lo sợ gặp phải chiến tranh. Xin hỏi, mọi người có sợ chiến tranh xảy ra hay không? Nếu sợ thì khi đặt chén thịt trước mặt mình, nên quán. Lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống y như con người sợ chiến tranh chết chóc vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tưởng bước 2. Một mai chiến loạn sẽ ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Khi đó nên quán tưởng chén thịt này, con vật lúc bị người ta mua, bắt trói, dắt đi làm thịt, hình ảnh kêu gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bắt trói bởi giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. Chính mình bị giết. Quán tưởng bước 3. Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mỗi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu cắt cổ bằng sắt, hầm nấu, chiên nướng. Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại bằng sắt chiên nấu, chén thịt này tôi thực sự không dám ăn. Nếu quán tưởng được 3 pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh ăn thịt nữa, mà còn phát lộ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại, đồng thời phát tâm Bồ Đề, thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình
được đạo tâm kiên cố, trì trai giữ giới, bổ thí phóng sanh, cứu độ mọi loài, để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có một quán cơm chay treo một câu đối rất hay: người ăn chay, thiên hạ giết nhau, ta không bị giết. Nghĩa là người ăn chay, hàng vạn chúng sanh bị giết, trong đó không có ta. Ăn chay công đức quả thực vô cùng thắng. Vậy mà có nhiều người không hiểu ý nghĩa ăn chay. Họ ăn theo thời cuộc, ăn như vậy sẽ không tăng trưởng tâm từ và bỏ dở giữa chừng. Muốn ăn chay bền phải vì lòng từ, phát tâm ta ăn chay mới lâu dài hưởng nhiều phước lành. Các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. Thứ nhất, không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. Thứ hai, không thóa mạ nhau. Thứ ba, hãy kiềm chế cơn giận. Thứ tư, không giành phần phải về mình. Thứ năm, không gây phiền toái vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. Thứ sáu, không mang cái bực bội ở ngoài về nhà trút lên đầu người khác. Thứ bảy, đối xử chu đáo cả hai bên gia đình, vợ và bên chồng. Thứ tám, trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thứ chín, việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. Thứ mười, nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Nên thỉnh thoảng mua sắm đồ trang sức, vật phẩm dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa và nhau trong nhà với tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn tới, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng, con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà kiến. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. Thứ nhất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. Thứ hai, dứt sạch phiền não rộn ràng. Thứ ba, được người đời khen ngợi. Thứ tư, vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật. Nên có câu: giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình mình lén lút ngoài duyên. Trăng khoa lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng. Lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong kinh Bát Sư, Phật nói, nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh hao gầy, đánh đập, bắn giết, làm cho chân tay đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân. Tội địa ngục hết, sanh làm chim sẻ, chim bồ câu, quyên hương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời đơn độc, thường vướng ác nạn, xa Phật, trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ: dâm là hạnh bất tình, mê lầm bất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non. Mắc tội dài dột quá, chết đọa trong đường ác, ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa, thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ quan gia được cơ hội.
Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ vây quanh. Thứ chín, chết bị đọa địa ngục. 10. Được tái sanh làm người gái thì bị cảnh chồng chung. Trai thời vợ chẳng trinh, tránh luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy, ác tà dâm thứ ba càng tệ. Chúa hô mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo huyền tất cả quốc dân. Tội bất chánh, hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Giàu của nhiều dân kiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khổ. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân. Gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đần, hoa có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều tiếng nhục tông môn. Đấng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa đố chí, những mẹ hiền dâu thảo noi truyền. Niệm Phật mà tạo lấy thiền duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thời Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ Phật tử phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sao vinh hiển. Lời Phật dạy khi khó khăn, hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng, để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa, tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán.
Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, Ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời, hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử, không ai có thể tránh khỏi. Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt và là một trong những nguyên nhân khiến Ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả, sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như Ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, Ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy? Đức Phật trả lời: Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa. Vị du già sư nghe xong, quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của Ngài thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường diệt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ, thế mà oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bão đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, chỉ chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não thức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần, do hoàn cảnh bên ngoài tác động, như làm ăn thất bại, người khác ganh tị quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác táng, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể, bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng nếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ
đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay, vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng, sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không? Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy. Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu, nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương
Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi lùi bước bi quan. Họ đâu biết rằng, bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hời hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua. Bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh, không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ
chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Nếu hoang mang về cuộc đời, hãy lắng nghe những lời Phật dạy chúng sinh. Những lời Phật dạy chúng sinh đều được đúc rút kinh nghiệm thực tế những gì người đã trải qua, đã nhìn thấy được và truyền lại cho thế gian với mục đích giúp chúng ta an nhiên hơn với bất cứ điều gì xảy ra. Nhân sinh có nhiều việc khó lường. Vốn chúng ta là người trong cuộc nên không nhận ra lỗi của mình ở đâu để sửa đổi, chi bằng dùng những lời Phật dạy chúng sinh để soi rọi tâm ta vậy. Những lời khuyên răn dạy này rất ý nghĩa. Nó sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời, cho nên hãy cố gắng khắc cốt ghi tâm. Cuộc sống này là do chính bạn quyết định. Thứ nhất, nghe lời Phật dạy, đừng lãng phí một giây phút nào. Những phút giây lãng phí sẽ khiến cho bạn đi thụt lùi. Thứ hai, cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. Thứ ba, cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. Thứ tư, người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân khẩu ý, họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. Thứ năm, người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn 1.000 lần người chinh phục hàng ngàn người trên chiến trường. Thứ sáu, bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn. Thứ bảy, bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó từ bên ngoài. Thứ tám, không có nỗi sợ hãi với những ai tâm trí không ngập tràn ham muốn. Thứ chín, người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Thứ mười, chỉ cần chân của con còn đứng trên mặt đất thì đừng xem mình quá nhẹ.
Chỉ cần con còn sống trên trái đất thì đừng xem mình quá lớn. 11. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 12. Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. 13. Nói điều hay không có nghĩa là khôn ngoan. Người khôn ngoan là người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi. 14. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 15. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 16. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa. Người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. 17. Nếu không tìm thấy ai để hỗ trợ con trên đường tâm linh, hãy đi một mình. Không ai đồng hành với người chưa trưởng thành cả. 18. Nếu tìm thấy một nhà phê bình khôn ngoan để chỉ ra những lỗi lầm của mình, hãy làm theo anh ta, vì bạn sẽ hướng dẫn đến kho tàng bí ẩn. 19. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người quyền rủa của bạn là ai. Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát? 20. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. 21. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao bạn không đi tìm ánh sáng? 22. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói là một sự trừng phạt. 23. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình mới có thể thay đổi người khác. Tầm quan trọng của tri thức. 24. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu quế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một và từng lúc một. 25. Kiên quyết rèn luyện cho mình để có được sự bình yên. 26. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn, và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. 27. Không có sự ô nhiễm nào lớn hơn sự thiếu hiểu biết. 28. Chính bạn phải phấn đấu, các chư Phật chỉ vạch ra con đường. 29. Thế gian đau buồn bởi cái chết và sự tan rã, nhưng người khôn ngoan không đau buồn vì họ nhận ra bản chất của thế giới. 30. Cuộc sống đôi khi quá mệt mỏi, trong đó gần một nửa nguyên nhân là do sinh tồn, hơn một nửa nguyên nhân là do dục vọng và sự ganh đua. 31. Buông, không cần miễn cưỡng để đạt được, cũng không cần bắt buộc phải gắng sức, chỉ cần buông bỏ. Đối với chính mình tốt một chút, vì đời người không dài. Đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi vì cuộc đời khi xa nhau không nhất định có thể gặp lại. 33. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. Phật nói về tình yêu. Có rất nhiều người bởi vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu sai một người. Nhưng cũng có nhiều người bởi vì yêu một người mà hạnh phúc cả đời. 35. Tình yêu khiến người quên đi thời gian, thời gian cũng khiến người ta quên đi tình yêu. 36. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc
và không bao giờ bị phiền não. 37. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 38. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 39. Thứ đã mất, kỳ thực là chưa từng thuộc về mình, không cần tiếc nuối, lại càng không cần nhất định phải truy tìm về. 40. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 41. Để thời gian trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi. 42. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. 43. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 44. Người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống, người cao quý không làm tổn thương ai cả. 45. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não. Buông tình chấp, bạn mới được tự tại, cải biến số mệnh từ khổ sang sướng với sức mạnh của Phật. 46. Những ai phá quỷ được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. 47. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 48. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới không ai lừa dối bạn. 49. Lửa giận hờn một khi đã phát ra có thể đốt cháy làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. 50. Hận thù diệt hận thù là điều không thể có, tình yêu diệt hận thù là định luật ngàn thu. 51. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với chính mình. 52. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn, một bên dành cho vui vẻ, một bên dành cho bi thương. Khi vui vẻ, không cần cười quá lớn, nếu không sẽ đánh thức bi thương ở bên cạnh. Niềm vui, hạnh phúc của sự cho đi và sống vì hiện tại. 53. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. 54. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. 55. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 56. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 57. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ. 58. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí tuệ và kinh nghiệm, thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. 59. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. 60. Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. 61. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút thôi. 63. Người không tắm rửa thì càng sức nước qua thì càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ sự chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm. 64. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực. 65. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 66. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì
hết thuốc cứu chữa. 67. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào, cần gì phải khổ như vậy. 68. Sống một ngày dấu ích, không làm được chuyện gì thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.